Thời gian qua, hàng loạt các sai phạm trong công tác đấu thầu đã được phanh phui và đưa ra ánh sáng. Có thể kể đến như vụ việc của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai mắc hàng loạt sai phạm, nghiêm trọng nhất là cố ý làm chậm công tác đấu thầu, chia nhỏ các gói thầu để chỉ định thầu trái luật. Giám đốc bệnh viện đã ban hành 1.165 quyết định chỉ định thầu mua vật tư, hóa chất cho từng đợt mua sắm với giá dưới 100 triệu đồng, trong khi tổng giá trị các mặt hàng hơn 95 tỷ đồng. Vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng Công ty Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC liên quan đến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Cơ quan tố tụng cũng đã chỉ ra tình trạng chia nhỏ, băm nát gói thầu, giao nhiều nhà thầu phụ, thầu thứ cấp không đủ năng lực làm dự án, dẫn đến mất kiểm soát chất lượng. Mới đây nhất và đình đám nhất chính là hàng loạt những vụ án liên quan đến đấu thầu, mua sắm trang thiết bị y tế tại CDC Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Tim Hà Nội. Các đối tượng đã thông đồng, móc ngoặc với nhau để đưa ra các chứng thư, thẩm định giá của các thiết bị, vật tư y tế cao gấp nhiều lần so với giá thị trường. Đặc biệt là vụ án công ty Việt Á bắt tay với giám đốc CDC một loạt địa phương nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19 lên đến 40% để trục lợi hàng nghìn tỷ đồng. Vụ việc của công ty cổ phần tập đoàn AIC đã ban hành chứng thư thẩm định giá cao hơn thị trường, thông đồng với đơn vị tư vấn thẩm định giá, móc ngoặc với nhà thầu để nâng giá thiết bị y tế. Cụ thể, tại dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, công ty AIC, đơn vị thẩm định giá, đã thông đồng để thổi giá thiết bị, gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 152 tỷ đồng. Đáng nói, các vụ án liên quan đến công ty cổ phần tập đoàn AIC là điển hình về việc giả mạo hoặc sai lệch hồ sơ dự thầu, thiết lập liên minh quân xanh quân đỏ để thông thầu, quay thầu. Những cái vụ án hình sự liên quan đến cái tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng có một sự cấu kết giữa doanh nghiệp với cơ quan nhà nước. Và từ những cái vi phạm đấy thì ta thấy rằng là đã lộ ra những cái bất cập, những cái cơ chế không còn phù hợp nữa. Cụ thể ta thấy rằng là thứ nhất là cái quy định về đấu thầu là đơn vị tổ chức nào có nhu cầu mua sắm thì đơn vị tổ chức đấy lại chính là cái người là tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu và quyết định đến câu chuyện là giá thầu, rồi là sử dụng tài sản đó để cho hoạt động của cơ quan tổ chức mình. Dẫn đến câu chuyện nếu mà thiếu kiểm tra giám sát thì rất khó có thể phát hiện được là họ đã mua đúng cái sản phẩm mà họ có nhu cầu chưa, có đúng chất lượng hay không, giá cả có phù hợp hay không. Thưa quý vị, qua các vụ án vi phạm quy định về đấu thầu xảy ra ở nhiều địa phương, nhiều lĩnh vực, có thể thấy một số chiêu thức thủ đoạn hết sức tinh vi như lợi dụng kẽ hở pháp luật để chỉ định thầu, cài cắm điều khoản nhằm hướng thầu, thiết lập liên minh quân xanh quân đỏ để thông thầu, quay thầu. Các thủ đoạn này cần phải được kịp thời ngăn chặn như thế nào để sai phạm không tiếp tục tái diễn? Trong chương trình Thương trường và Pháp luật hôm nay của chúng tôi mời đến trường quay hai chuyên gia để cùng trò chuyện và bàn luận xung quanh chủ đề này. Xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị Phó giáo sư tiến sĩ Doãn Hồng Nhung, giảng viên cao cấp Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội. Xin kính chào các quý vị khán giả. Xin kính chào MC Hoàng Hà. Xin kính chào ông Đinh Nhật Quang. Và giới thiệu cùng quý vị luật sư Đinh Nhật Quang, công ty luật Litco, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Vâng, xin kính chào quý vị khán giả. Xin kính chào chị Nhung và anh Hà. Tôi rất là hân hạnh được tham gia cái buổi hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia Thương trường và Pháp luật hôm nay của chúng tôi. Vâng, qua các vụ án liên quan đến đấu thầu vừa được đưa ra ánh sáng trong thời gian qua thì chúng ta cũng thấy là những thủ đoạn thật tinh vi. Thưa Phó giáo sư tiến sĩ Doãn Hồng Nhung, bà có thể cho biết một số thủ đoạn thường được dùng trong đấu thầu? Tôi có thể chỉ có thể kể ra đây một vài các cái dấu hiệu mà các cái hành vi dẫn đến những cái thủ đoạn trong cái hoạt động đấu thầu ở Việt Nam trong thời gian vừa qua. Cái hành vi thứ nhất ấy là giá trị của gói thầu có thể được chia nhỏ. Bởi vì trong luật đấu thầu những cái giá trị đó có thể được chỉ định thầu. Họ tách nhỏ những giá trị ra 100 triệu rồi cũng có thể là tách đến là 500 triệu hoặc là 1 tỷ để có thể là được chỉ định thầu. Và cái việc chia nhỏ ra thì có thêm các nhà thầu. Và việc công bố trúng thầu của các nhà thầu thì kèm theo đó là những cái lại quả sau những lần trúng thầu. Và cái việc chia nhỏ này nó cũng là một cái cơ hội để họ thâu tóm những cái doanh nghiệp có tên trên cái hoạt động đầu tư kinh doanh trong cái lĩnh vực đó. Cái thủ đoạn thứ hai mà có thể tham gia trong cái hoạt động đấu thầu đó là cái việc mà họ gọi là mớm thầu
hay là họ để cho những người thân quen trúng thầu và loại bỏ những người đứng làm hành vi bên ngoài, gọi là phụ họa bên ngoài thôi. Nghĩa là chương trình đấy sẽ có nhân vật chính và nhân vật phụ họa để có thể giúp cho những người thân trúng thầu và người lạ thì càng ngày xa thầu. Cái chiêu thức là họ dùng quân xanh quân đỏ để có thể trúng thầu. Rất nhiều những cái vụ việc chúng ta đã thấy rằng là đặc biệt trong lĩnh vực đấu thầu về đất đai, về kinh doanh bất động sản, thì những hoạt động về mua trang thiết bị y tế, rồi những vụ việc liên quan đến mua sắm công, thì những vấn đề đấu thầu này nó còn nhức nhối vô cùng. Họ sẵn sàng thỏa thuận với nhau, gọi là diễn đấu giá, diễn đấu thầu, gửi giá, cài giá, thổi giá để có thể cùng chung chia những cái lợi ích. Nhưng mà có những trường hợp họ đấu thầu bằng chính năng lực của họ, nhưng mà những cái đối tượng mà được trúng này thì dường như không dễ dàng. Họ sẽ phải gây khó dễ, họ sẽ phải đặt ra những cái rào cản. Mặc dù là đấu thầu họ đưa các cái vấn đề để đấu giá như thế là khách quan, minh bạch, nhưng dường như nó không phải như thế, mà nó đã được đưa ra những cái tiêu chí nhất định để mà những người trúng thầu dường như là đã được quy hoạch từ trước. Nó không phải là mở rộng đâu, mà nó được thu hẹp lại những cái đối tượng đã được trúng thầu. Đấy là những cái vấn đề mà chúng ta thấy nhức nhối trong thời gian vừa qua. Rất nhiều các cái vụ việc đại án cũng liên quan đến lĩnh vực đấu thầu này. Vâng. Vâng, và người ta cũng nói là những cái góc khuất ở trong đấu thầu vừa qua đã khiến cho các người mà chỉ định thầu là chọn thầu quen và chèn thầu lạ. Và tình trạng này đã xảy ra khá nhiều qua rất nhiều những chiêu thức thủ đoạn. Thưa luật sư, từ những kinh nghiệm phụ trách vụ án của mình thì ông có những bổ sung gì về những thủ đoạn trong đấu thầu mà thường người ta thường hay sử dụng? Cái luật đấu thầu được xây dựng là nhằm giúp cho chủ đầu tư chọn lựa được những cái nhà thầu có năng lực, có kinh nghiệm và có được cái khả năng để mà hoàn thành cái công trình, cái dự án. Tuy nhiên thì các cái thủ đoạn tinh vi đã lách luật, rồi là đã vi phạm pháp luật một cách rất là tinh vi, làm cho cái mục đích của luật là không đạt được, dẫn đến cái tình trạng là những cái dự án là bị đổ bể và gây nên thất thoát lãng phí rất là lớn cho nhà nước. Thì các cái thủ đoạn thì như chị Nhung cũng vừa nói, tôi cũng có bổ sung thêm một cái là có những cái trường hợp là bên chủ đầu tư là bắt tay với lại bên cái nhà thầu đã được chấm từ trước, là họ làm cách là hạn chế cái khả năng tham gia của các cái nhà thầu khác, và rồi họ có những cái chiêu thức để mà khi mà chấm thầu thì chỉ có cái nhà thầu được lựa chọn để trúng thôi. Các cái điều kiện của chủ đầu tư đưa ra là loại hết các cái nhà thầu khác, và cuối cùng khi mà đưa vào cái danh sách ngắn, cái shortlist ấy, thì cuối cùng dần dần là đúng theo cái ý đồ cái nhóm mong muốn được đầu tư mà trục lợi. Thì để mà ngăn cản những cái hành vi như vậy, những cái thủ đoạn như vậy thì sẽ phải cần phải có thực hiện đồng bộ nhiều cái giải pháp, mà một trong những giải pháp mà chúng ta cũng bàn hôm nay rõ ràng là cần phải bịt kín các cái kẽ hở của pháp luật. Vâng. Đấy, phải sửa đổi luật đấu thầu và phải làm triệt tiêu những cái mà khiến cho các cái kẻ gian thương có thể là lợi dụng để mà được thắng thầu. Đấy. Vâng, thưa luật sư, như là những điều mà luật sư vừa mới chia sẻ thì đúng là trong pháp luật cũng có những cái đoạn, cũng có những cái chỗ mà chưa chặt chẽ, khiến cho tạo ra những kẽ hở để người ta có thể lợi dụng để vi phạm. Theo luật sư thì những kẽ hở trong pháp luật ở đây là gì? Những cái kẽ hở của pháp luật thì rõ ràng là luôn luôn tồn tại, bởi vì khi mà luật mà sửa đổi thì lại cần phải có Quốc hội thông qua. Đấy. Và cái điều này cũng mất khá là nhiều thời gian. Đấy. Thì các cái kẽ hở của pháp luật, ví dụ như là quy định còn chung chung. Vâng. Đấy, có thể những cái quy định của luật là hiểu thế nào cũng được. Đấy, rồi là có những cái quy định ví dụ như là tham gia đấu thầu phải có ít nhất là 2 nhà thầu chẳng hạn. Như thế thì khi mà quân xanh quân đỏ thì có nghĩa là cái nhà thầu còn lại ấy, cũng là trong cái ảnh hưởng, hoặc là trong một nhóm tập đoàn hay là bạn bè người ta đứng ra, người ta thành lập cái nhà thầu B đấy, thì cái quân xanh đấy thì rõ ràng là quân đỏ cứ thế mà tiến vào thôi. Chúng ta hay thường nói là lách luật, nhưng mà thực ra mình phải hiểu lách luật với lại làm trái luật là như thế nào. Thực ra những cái vụ án đấy là những cái hành vi trái luật chứ không phải lách luật. Lách luật thông thường là những cái mà pháp luật không làm gì được, nghĩa là họ làm mà đúng luật. Đúng luật. Đấy, nhưng mà bản chất thì là không tốt, nhưng mà họ làm đúng luật thì đấy gọi là lách luật. Thế còn nếu mà làm
làm trái luật thì rõ ràng là anh vi phạm pháp luật rồi, vừa không tốt vừa vi phạm pháp luật. Đa số trong các trường hợp thì những cái trường hợp đấy là đều tìm cách là rút ruột các cái dự án, rồi là làm chất lượng kém, rồi là dẫn đến những cái thất thoát lãng phí cho nhà nước. Thực ra thì pháp luật Việt Nam trong thời gian vừa qua cũng đã có những cái thành tựu nhất định trong cái quá trình mà xây dựng pháp luật. Thế nhưng mà trong cái quá trình phát triển ấy, thì các cái quy phạm pháp luật ban hành ra dường như nó đi sau để điều chỉnh những cái quan hệ pháp luật đấy, mà cái quy phạm đấy nó chưa lường trước, chưa dự báo, chưa dự đoán được các cái tình huống có thể xảy ra, nên là trong cái quá trình mà nó phát sinh ra những cái quan hệ mới thì dường như là chúng ta còn lúng túng. Và chính trong cái khoảng lúng túng chính là cái kẽ hở, chính là cái khoảng trống pháp lý mà chúng ta chưa điều chỉnh được. Thế nên là nó cũng có những cái hiện tượng là lách luật trong cái quá trình thực hiện đó. Có rất nhiều các doanh nghiệp họ đã dùng rất nhiều cái chiêu trò để thủ đoạn. Họ có thể đưa ra một cái dự án và riêng cái việc bán hồ sơ của dự án thầu thôi và cái tiền đặt cọc thôi là họ đã thu được một khoản kha khá rồi. Và chính vì như vậy mà họ có những trường hợp họ không cần đấu cũng đã trúng. Và bởi vì cái nguồn lợi họ đã thu được, và kèm theo đó là cái việc chấm thầu, lựa chọn những nhà thầu đấy chưa chắc đã phải là người xuất sắc nhất, chưa phải đã là giá tốt nhất, nhưng mà cái việc họ đã có những cái gợi ý, có những chỉ đạo để làm sao cái việc trúng đấu giá này nó chỉ là cái diễn đấu giá để trúng đấy, mà kể cả trúng xong rồi vẫn còn thư giảm giá, thư giảm thầu, hoặc là có những hiện tượng mà chúng ta thấy rằng là trúng xong rồi thì lại bỏ cọc, bỏ để cho người kế tiếp trúng. Các hai cái luật cụ thể mà người ta có thể lợi dụng kẽ hở đó là luật đấu thầu và luật giá. Và bên cạnh đó thì theo quan điểm của bà, còn có những cái luật khác liên đới cũng có kẽ hở để cho các đối tượng có thể lợi dụng để vi phạm không? Luật doanh nghiệp cũng liên quan đến hoạt động này. Rồi cả mua sắm công cũng sẽ liên quan đến hoạt động này. Bởi vì khi mà tham gia các hoạt động đấu giá đấu thầu thì những cái tiêu chí của doanh nghiệp được tham gia, lĩnh vực của doanh nghiệp đó tham gia và những cái kinh nghiệm của nhà thầu trong cái lĩnh vực này cũng phải được trình bày. Nhưng mà giá biệt chúng ta cũng sẽ thấy có rất nhiều vụ là cái người trúng thầu này lại chưa hề có một kinh nghiệm nào trong cái lĩnh vực mà họ trúng thầu. Đấy mới là vấn đề chúng ta đặt ra. Và giá nó được đẩy lên đến gấp nhiều lần so với thị trường, nhưng mà họ vẫn trúng. Và vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái việc họ trúng này và cái lợi ích mà họ đạt được và những cái trục lợi từ cái nguồn mua sắm công đấy thì nó sẽ chảy vào túi của những cái doanh nghiệp sân sau với những cái thân hữu mà họ có. Và đây chính là cái điều mà chúng ta thấy rằng là luật kèm theo đó bây giờ chúng ta sẽ phải đưa ra những cái quy phạm để cho luật phòng chống tham nhũng, luật dân chủ ở cơ sở, rồi các vấn đề luật của chính quyền địa phương, rồi luật tiếp cận thông tin. Trong cái hoạt động đấu giá đấu thầu, thông tin là những vấn đề rất cơ bản và quan trọng. Vậy thì ai sẽ được biết thông tin về việc mở thầu này? Vâng, thưa luật sư, theo ông thì trong luật đấu thầu có những kẽ hở nào để các tổ chức cá nhân có thể lợi dụng? Và bên cạnh đó thì còn có những luật nào có liên đới mà từ đó vô tình tạo ra những khoảng trống để tạo thuận lợi cho những sai phạm trong đấu thầu? Tôi nghĩ rằng là cái việc sửa luật hay là hoàn thiện quy định cũng chỉ là một phần để mà khắc phục những cái sai phạm, những cái vấn đề xã hội. Tôi nghĩ là cần có một cái nghiên cứu tổng thể hơn và sâu hơn, làm sao để chúng ta có thể tạo được một cơ chế để làm sao có sự cái thăng bằng. Đấy. Chứ nhiều khi chúng ta có những cái quy định hoàn thiện rồi nhưng mà nó không được coi trọng, nó không được gọi là không có cái thượng tôn pháp luật và cái cơ chế giám sát và làm sao để đảm bảo cho pháp luật được thực hiện nghiêm minh thì theo tôi là chưa thực hiện được. Sửa luật đấu thầu thì chúng ta còn phải sửa luật, ví dụ như luật đầu tư công hay là luật giám sát hay luật phòng chống tham nhũng, chúng ta phải sửa hết, bởi vì khi mà một mình một nhà thầu thì không thể nào mà có thể là làm sai phạm được. Ông ta phải bắt tay với lại chủ đầu tư, ông ta phải bắt tay với thế lực nọ thế lực kia. Có nghĩa là tôi muốn nói ở đây là cả một cái nhóm lợi ích, cả một cái băng tội phạm chứ không thể một cái lỗi tội phạm đơn lẻ. Vâng, những thủ đoạn rất là tinh vi đã được các đối tượng sử dụng để có thể trục lợi, vi phạm luật đấu thầu, lợi dụng pháp luật để có thể đường đường chính chính vi phạm và đem lại những lợi nhuận khổng lồ cho mình thông qua những cái vụ việc vừa xảy ra. Xin trân trọng cảm ơn sự chia sẻ phần đầu chương trình của hai vị khách mời. Thưa quý vị và các bạn, thiết lập liên minh quân xanh quân đỏ để thông thầu là mảng tối trong đấu thầu thời gian qua. Có nhà thầu chuyên đi dự thầu để trượt nhằm lót đường cho các nhà thầu định sẵn trúng thầu.
với sự tiếp tay của bên mời thầu, chủ đầu tư đã biến cuộc đấu thầu thành một vở kịch với sự tham gia của các quân xanh, quân đỏ, để rồi quân đỏ đường đường chính chính trúng thầu. Đây đều là những thủ đoạn không quá mới nhưng được lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong một thời gian khá dài. Qua nghiên cứu các vụ án vi phạm quy định về đấu thầu xảy ra ở nhiều địa phương trong thời gian qua, ở mỗi lĩnh vực khác nhau, các đối tượng lại sử dụng một hoặc một số những chiêu thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, nhưng tựu chung có thể kể đến nhóm thủ đoạn cụ thể sau. Lợi dụng lỗ hổng pháp luật để chỉ định thầu trái quy định pháp luật, đây lại chính là kẽ hở lớn nhất để thông đồng móc ngoặc với các doanh nghiệp bên ngoài thực hiện chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách, đặc thù. Can thiệp, cài cắm điều khoản hướng thầu, các đối tượng có thể sử dụng một hoặc một số thủ đoạn như cài cắm các điều khoản có lợi cho một hoặc một số doanh nghiệp tham gia dự thầu, lập lờ, che giấu, không công khai đầy đủ hồ sơ mời thầu theo quy định, thậm chí can thiệp vào công tác đấu thầu, làm sai lệch kết quả đấu thầu, giả mạo hoặc sai lệch hồ sơ dự thầu, thiết lập liên minh quân xanh quân đỏ để thông thầu, quay thầu. Các đối tượng thường sử dụng nhiều công ty tham gia dự thầu bỏ giá thật cao hoặc hồ sơ dự thầu không đáp ứng điều kiện trúng thầu hoặc tự rút lui khi mở thầu hoặc không tham gia mở thầu nhằm tạo điều kiện cho một đơn vị trúng thầu. Thông đồng móc ngoặc thẩm định giá nhằm nâng khống giá trị gói thầu. Đây là thủ đoạn được sử dụng trong tất cả các vụ án để có thể trục lợi từ các gói thầu. Bởi thẩm định giá là một khâu vô cùng quan trọng trong hoạt động đấu thầu. Việc này sẽ quyết định mức chi phí mà ngân sách nhà nước phải chi trả cho các gói thầu mua sắm hàng hóa, thiết bị, dịch vụ. Cái việc công khai minh bạch trong cái hoạt động thông tin về gói thầu là chưa được đảm bảo, dẫn đến hiện tượng là rất nhiều các cái đơn vị, rất nhiều tổ chức có năng lực, có khả năng thì lại không có cơ hội tiếp cận đến thông tin gói thầu đó. Rồi là những cái quy định về chỉ định thầu, nhưng mà lại pháp luật lại có những quy định là trong trường hợp tổ chức đấu thầu hai lần cũng đạt thì sẽ chỉ định thầu. Và những cái thủ tục mà tiếp nhận hồ sơ, bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ rồi là chấm thầu cũng là do cái cơ quan tổ chức dự thầu, tổ chức đấu thầu thì họ sẽ tự mình làm việc đó mà thiếu cơ chế giám sát. Chính vì những cái quy định pháp luật hiện nay như vậy, cơ chế tổ chức thực hiện như vậy dẫn đến tạo ra những sơ hở đặc quyền đặc lợi cho các cái đơn vị tổ chức đấu thầu. Chúng ta đang thiếu một cái cơ chế giám sát chặt chẽ, hiệu quả ngay từ đầu để giảm thiểu được cái nguy cơ, cái nguyên nhân, cái cơ hội, thời cơ dẫn đến hành vi vi phạm. Xin trở lại chương trình với câu hỏi dành cho Phó Giáo sư Tiến sĩ Doãn Hồng Nhung. Thưa bà, hiện nay có một thực trạng là nhiều cơ quan tổ chức không thực hiện đấu thầu. Phải chăng câu chuyện ở đây là họ sợ sai nên không dám làm, hay là họ sợ phải sai thì mới làm được, theo bà? Đây là một câu hỏi thật là thú vị. Để làm đúng thì đến lúc thực thi thì không thực hiện được. Và nếu mà phải làm sai thì mới làm được. Thì vấn đề sai và đúng ở đây chúng ta lại phải tìm ra cái kênh cuối cùng, quay trở lại các cái vấn đề gốc của vấn đề. Vậy thì trong cái quá trình thực thi, pháp luật quy định thì đúng, nhưng mà quá trình thực hiện thì lại không đúng. Và vấn đề quy trình thì đúng, nhưng mà con người thì lại không đúng. Bởi vì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là cái con người thực thi đó thì họ lại lợi dụng với cái vị thế của mình để có thể gây khó khăn, chèn ép, gợi ý doanh nghiệp. Rồi có khi lại còn đòi hỏi doanh nghiệp phải cung phụng mình. Và cái vấn đề chúng là phải lại quả. Nó là như là một cái luật bất thành văn trong cái giao dịch kinh doanh thương mại. Có những người họ triển khai cái hoạt động đấu thầu là họ bị loại ngay từ vòng gửi xe rồi. Thì làm sao mà làm được? Có những người trúng thầu họ sợ sai không dám làm. Thực ra thì tôi nghĩ rằng là có những cái là họ làm sẽ sai. Và đúng và sai ngày hôm nay nó lại dựa vào cái quy phạm pháp luật mà điều chỉnh trong thời điểm này. Và cái người xem xét, cái người cầm cân nảy mực để xem xét đúng và sai lại phải thành lập một cái hội đồng, để những hội đồng này họ có trình độ chuyên môn, họ có sự hiểu biết và họ phải khách quan, công tâm trong cái quá trình mà thực hiện được. Còn cái câu vế thứ hai sợ sai không dám làm, hay là làm là sợ là sai, thì ở đây là thực tế trong thời điểm ngày hôm nay có rất nhiều những người không dám làm vì sợ sai. Bởi vì cái quy phạm pháp luật nó chưa rõ. Khi nó chưa rõ về cái quá trình thực hiện đó thì căn cứ vào đâu để biết là đúng hay là sai? Đấy là điều mà những người có chức vụ quyền hạn họ cũng vô cùng lo lắng.
Bởi vì những cái vụ đại án trong thời gian vừa qua chúng tôi đã thấy rằng là mất rất nhiều những người tài, nhưng trong cái quá trình thực hiện thì họ lại vấp vào cái quy trình thực hiện, và cái việc thực hiện đó nó lại trái với cái quy định cụ thể, nên là họ sẽ trở thành người sai và họ trở thành những người vi phạm pháp luật. Vâng, trong thời gian qua cũng có hai vụ mà được rất nhiều người quan tâm, đó là một vụ việc sai phạm ở bệnh viện Bạch Mai và một vụ ở bệnh viện Tim Hà Nội. Và qua hai vụ việc đó thì đã có những lãnh đạo là những bác sĩ giỏi trong nghề đã phải vướng vòng lao lý. Và theo luật sư, ông đánh giá như thế nào về tình trạng không thực hiện hoặc không dám thực hiện đấu thầu trong thời gian vừa qua? Tôi thấy đây là một câu hỏi rất là hay, và tôi nghĩ rằng ở đây là có hai ý. Thứ nhất là sợ sai nên không dám làm, cái này đúng. Nhiều khi là bây giờ cái việc các cái vấn đề nó nổi cộm với những cái vụ án lớn như vậy thì những cái người còn lại, những cái người gọi là đang tiến hành theo các cái công việc đấu thầu hay là thực hiện công việc thì lại sợ chứ, bởi vì là bây giờ pháp luật quy định thì rất là nhiều quy định, có những quy định thì cũng chưa biết là đúng sai thế nào, bây giờ nếu mà làm thì thế nào cũng có những cái sơ suất và người ta sợ sai. Đấy là một ý. Nhưng mà tôi nghĩ còn một ý phía sau nữa, đấy là nhiều khi là bởi vì không phải lúc nào cũng căng thẳng như hiện nay, cho nên người ta không làm để chờ cái thời điểm căng thẳng ấy qua đi, sau đấy người ta mới làm. Thì cái ý thứ hai là họ sợ là phải sai thì mới làm được. Thì cái này nhiều khi cũng là đúng, bởi vì là khi mà làm một những cái công việc hay là mình tiến hành công việc thì họ phải có những cái lợi ích. Người ta thấy rằng là khi mà nếu mà làm một cái công việc gì mà tất cả đều thích, đều được lợi thì công việc nó mới trôi chảy. Cho nên là khi mà họ bảo là họ sợ là phải sai thì mới làm được là cũng có ý đúng đấy. Bởi vì là thích nghi với hoàn cảnh đúng không? Ừ, phải thích nghi với hoàn cảnh, nhưng mà làm sao phải làm cho đúng luật và phải đảm bảo rằng là cái chất lượng nó tốt và cái dự án nó không có sai phạm gì, thì nếu mà không sai phạm gì thì rất là khó. Tuy nhiên không có những cái sai phạm nghiêm trọng đấy, hoặc là có những cái có thể là chấp nhận được, ví dụ như thế, thì tôi nghĩ rằng cái câu hỏi này như rất là hay. Kẽ hở của luật rất lớn đúng không ạ? Đúng rồi, rõ ràng là luật quy định chưa hoàn thiện và chưa được chuẩn thì khó thực hiện, và cái quy định pháp luật cần phải được quy định một cách là cụ thể hơn và hoàn thiện hơn. Đấy, tất nhiên thì bên cạnh đấy còn phải có sự đồng bộ giữa các quy định pháp luật và có những cái cơ chế để kiểm tra, để giám sát, để đảm bảo rằng là công việc được thực hiện đầy đủ chất lượng. Tôi muốn bổ sung thêm một chút xíu với vấn đề là đấu thầu về y tế. Như MC Hoàng Hà đã nêu ra vấn đề là họ không dám làm, họ làm vì sợ sai. Chính vì cái việc đấu giá thuốc như vậy, nó dẫn đến cái tình trạng là các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh thương mại trong hoạt động y tế, họ không dám đấu giá để mua các cái lô thuốc để phục vụ cho người bệnh. Đây chính là một cái hệ lụy là các bệnh viện trong thời gian vừa qua thiếu cái thuốc và trang thiết bị y tế để phục vụ cho người bệnh, làm ảnh hưởng đến cái chất lượng để phục vụ cho người dân đang trong cái lúc mà lâm bệnh. Thế thì đây cũng là cái vấn đề mà chúng ta cần phải tháo gỡ, làm sao đó để những nhà thầu và các cái nhà kinh doanh thương mại trong cái hoạt động thương mại về y tế này nhanh chóng có thể phát huy được cái vai trò trong hoạt động kinh doanh của mình, đấu thầu một cách lành mạnh để có thể có được những hàng hóa, những cái chất lượng tốt để phục vụ cho người dân Việt Nam. Đây là những vấn đề cấp thiết mà Đảng và Nhà nước cũng đang quan tâm đến sức khỏe của cộng đồng trong cái đại dịch Covid-19 và đang có những cái diễn biến phức tạp trong thời gian gần đây. Vâng, chúng ta cũng đã nhận diện được những thủ đoạn của các đối tượng cũng như là những kẽ hở trong luật đấu thầu. Vậy thì theo luật sư, cần sửa đổi như thế nào để ngăn chặn được những thủ đoạn vi phạm như thời gian vừa qua đã xảy ra? Thì trước hết thì rõ ràng là tôi nghĩ rằng cần phải sửa đổi luật trước mắt, cần phải bịt những cái kẽ hở mà các cái vụ án vừa rồi đã phơi bày ra. Nhưng mà sâu hơn, tôi nghĩ là cần phải tham vấn các cái cơ quan có thẩm quyền, cần phải tham vấn các cái ý kiến, những cái nghiên cứu, thậm chí là đặt hàng nghiên cứu ở các cái think tank, các cái viện nghiên cứu và các cái trường họ có những cái đội ngũ nghiên cứu rất là giỏi đấy, thì người ta có những cái nghiên cứu sâu về các cái lĩnh vực như là đấu thầu hay là về lĩnh vực như đầu tư, để làm sao mà có được những cái đánh giá khách quan và đưa ra những cái giải pháp một cách toàn diện. Vâng,
Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Doãn Hồng Nhung, theo bà thì cần hoàn thiện hệ thống pháp luật về đấu thầu như thế nào để ngăn chặn các sai phạm, đảm bảo sự công khai, minh bạch và công bằng trong hoạt động đấu thầu? Cần phải khẩn trương chỉnh sửa lại cái điều 29 và điều 42 của luật giá năm 2012, và chúng ta phải điều chỉnh lại cái điều 22 của luật đấu thầu năm 2013. Bởi vì trong cái quá trình vừa qua chúng ta triển khai thì chúng ta cũng nên rút kinh nghiệm lại là những cái vấn đề đó, hậu quả đó xảy ra là cũng một phần do cái quy phạm pháp luật chúng ta ban hành ra chưa chặt chẽ. Nó là một cái hở, kẽ hở để cho họ trục lợi từ những cái việc đó. Và ở đây chúng ta sẽ thấy rằng hậu quả của những cái việc là dường như là trận đi đánh nhưng mà dường như đã dàn trận rồi, và lên trên kia chỉ có diễn trận chứ không phải là đấu trận. Đấy, thế nên là có những cái điểm mà chúng ta thấy rằng là trong cái hoạt động đầu tư thì cái hành vi gian dối, gọi là dìm người lạ nhưng mà lại cài người quen. Đấy, bởi vì họ cũng đưa vào những cái điều khoản để tạo điều kiện thuận lợi cho những cái doanh nghiệp sân sau của họ, và những người đó họ đã có những cái thỏa thuận với nhau, bàn nhau trước, và cái lợi ích đấy sẽ chung chia. Đấy. Nhưng bên cạnh đó tôi cũng nghĩ rằng là trong cái hoạt động liên quan đến đấu thầu thì cũng cần có một cái cơ chế để bảo vệ cho những người có sáng kiến, những người tiên phong đi đầu đối với những cái lĩnh vực còn mới trong hoạt động đầu tư ở Việt Nam. Khi chúng ta tham gia các hiệp định tương trợ tư pháp, rồi hiệp định ATTA thế hệ mới, và cái hiệp định mà các quốc tế mà Việt Nam đã tham gia và ký kết với các quốc gia nước ngoài, thì cái việc hiểu biết các cái thông lệ quốc tế, hiểu biết những cái quy định pháp luật để nội luật hóa thì cũng cần đòi hỏi là phải có những người giỏi, có tài, có tâm để thực hiện. Thế nhưng mà cái giai đoạn đầu ấy, có thể là cái quá trình mà nội luật hóa đó nó chưa cụ thể, nó tạo ra những cái khoảng trống, và nhiều khi trong cái quá trình thực thi thì nó có thể có những cái lỗ hổng, những cái khiếm khuyết, và dường như nó trở thành những cái bẫy để làm cho các nhà quản lý nếu như không cập nhật, nếu như không thực thi tốt và không có một bộ máy giúp việc thành thạo, chuyên môn, thì cái nguy cơ dẫn đến sai phạm là rất lớn. Nhưng bên cạnh đó nữa là bộ luật hình sự cũng cần phải sửa đổi, phải cập nhật với những cái tội phạm tham nhũng, tội phạm liên quan đến công nghệ trong cái hoạt động đấu thầu, rồi những cái hành vi mà tham nhũng, tham ô, hối lộ và trục lợi từ cái hoạt động liên quan đến hoạt động đấu thầu này nữa. Phải nâng cao, tăng nặng cái hình phạt, tăng nặng cái nghĩa vụ bồi thường để chúng ta có thể thu hồi được những cái khoản thất thoát trong cái hoạt động đấu thầu trong thời gian vừa qua. Và tôi cũng cho rằng là cái hoạt động mà cần phải thực hiện trong thời gian tới nữa đó chính là cái biện pháp tuyên truyền, giáo dục và phổ biến pháp luật, và vai trò của các văn phòng luật sư, các hiệp hội, các cái trung tâm tư vấn, hỗ trợ để có thể phát triển mạnh hơn nữa, để giúp cho những người dân, những người yếu thế, hoặc là những cái doanh nghiệp mà họ có vốn hàng ngàn tỷ nhưng họ chưa cập nhật kịp các cái thông lệ quốc tế đối với các cái hiệp định mà Việt Nam tham gia trong hoạt động đầu tư kinh doanh. Vâng, chúng ta cũng thấy là trong thời gian vừa qua đã có rất nhiều sai phạm trong đấu thầu và đã xảy ra những vụ án lớn được dư luận quan tâm, đặc biệt là những vụ án về mua bán trang thiết bị y tế. Và chính vì những vụ án này đã dẫn đến tình trạng, dẫn đến hệ lụy là nhiều bệnh viện không dám thực hiện thầu hoặc là không dám đấu thầu vì sợ sai phạm. Và chính điều đó đã dẫn đến tình trạng thiếu vật tư y tế, thiếu thuốc men ở một số bệnh viện hiện nay. Và tất cả những tồn tại đó cho thấy những cái thực trạng, những cái góc khuất trong đấu thầu cần phải được sớm sửa đổi. Trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Doãn Hồng Nhung và luật sư Đinh Nhật Quang đã tham gia Thương trường Pháp Luật hôm nay. Xin cảm ơn anh. Xin kính chào quý vị. Thưa quý vị và các bạn, tại sao các thủ đoạn trong đấu thầu lại có thể tinh vi đến như vậy? Điều đó cho thấy hệ thống pháp luật của chúng ta chưa chặt chẽ, vẫn có nhiều bất cập, vô hình chung lại tạo điều kiện cho các sai phạm tái diễn trong suốt thời gian qua. Khẩn trương hoàn thiện khung hành lang pháp lý về đấu thầu là sự cần thiết và cấp bách để tăng tính công khai, minh bạch, công bằng giữa các doanh nghiệp tham gia đấu thầu, góp phần thúc đẩy kinh tế của đất nước. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.